Chào các bạn ạ, hôm nay là sáng thứ sáu, ngày cuối tuần rồi. Thời tiết ở thành phố Đà Nẵng mình ngày hôm nay có nắng các bạn này. Đó. Trời khô ráo. Có ít mây chỗ này thôi. Để ngày hôm nay gửi đến với các bạn một thông tin. Ngày hôm qua mình đọc tờ báo nói về cái chỗ mà luật đất đai sửa đổi các bạn này. Ngày hôm qua có tờ báo nói rằng sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ 6. Nhưng mà không phải các bạn, ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua Quốc hội đã họp và chính thức thông qua luật đất đai sửa đổi rồi. Với 87% số phiếu tán thành. Luật đất đai lần này thay đổi rất là nhiều đó. Có nhiều nội dung rất là hay mà các bạn cần phải đọc, đặc biệt là những bạn làm về bất động sản cần nên đọc. Mình cũng sẽ mua một cuốn để đọc. Anh em làm ăn làm nghề bất động sản thì những bộ luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản thì cần phải đọc hết. Luật bất động sản này, luật nhà ở này, những bộ luật vừa đợt vừa rồi thay đổi đó, luật kinh doanh bất động sản nè. Chịu khó đọc tí. Nội dung thì nhiều lắm các bạn, trong đó có một nội dung mình nghĩ rằng người dân cực kỳ quan tâm, đó là những người mà đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 á, thì sẽ được nhà nước cấp sổ hồng sổ đỏ nếu như đất đó được xã xác nhận là không có tranh chấp, không có vướng về quy hoạch, không có thuộc diện thu hồi đất thì sẽ được nhà nước cấp sổ đường hòa đó. Lâu nay không có quy định nó cũng vướng đó, nhiều người người ta ở cái đất lao nam rồi nhưng mà chính quyền xã muốn xác nhận cũng rất là khó, hoặc là đất người ta mua của nhiều người. Đất ở nông thôn các bạn này, hồi đó người ta khai hoang, người ta phở ra người ta ở, rồi người này bán cho người kia bán lại cho người khác, cũng qua 3 chủ 4 chủ rồi không có quy định, cho nên là xã muốn cấp cũng rất là khó. Lần này có quy định thì những cái trường hợp như vậy thì sẽ được cấp sổ hồng sổ đỏ cho người dân. Đây là quyền lợi chính đáng của người dân. Người ta mua, người ta khai hoang như thế nào đó không biết, nhưng mà thực sự người ta đã từng ở đó rồi, người ta đã làm nhà người ta ở rồi và không có tranh chấp gì hết thì xác nhận cấp sổ cho họ. Đây là một trong những nội dung rất là quan trọng mà người dân rất là quan tâm. Sống trên mảnh đất là không phải có cuốn sổ để xác nhận có quyền sử dụng, có quyền sở hữu của mình. Sau này chúng ta bán lại hay là làm cái gì nó cũng tiện, chứ còn bây giờ chúng ta chỉ ở hay là chúng ta chỉ biết là cái nó của mình thôi. Không có anh nào đụng vào của mình thì được rồi, nhưng mà nói về danh chính ngôn thuận là không có đó. Còn để hiện thực hóa là phải chờ một thời gian nữa các bạn ạ. Tôi trong này mình thấy có 3 cái giai đoạn các bạn. Giai đoạn trước năm 80 và giai đoạn từ 80 đến 93 này, rồi từ 93 đến 93 đến năm mấy rồi 93 đến có 3 giai đoạn á. Sáng mình mới đọc đó. Mỗi một giai đoạn như vậy là nó có những cái thủ tục khác các bạn. Bởi vì sao mà người ta chia ra có 3 cái giai đoạn? Bởi vì dưới luật là phải có nghị định, dưới nghị định là có thông tư nữa. Mỗi một giai đoạn như vậy là cần thủ tục gì? Thì sau này nghị định và thông tư người ta sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi sau khi có những quy định như vậy thì người dân của chúng ta lên xã làm thôi. Đó. Nhiều thuận lợi đó các bạn. Còn những doanh nghiệp thì chúng ta biết rồi, 70% vướng về pháp lý là liên quan đến luật đất đai. Lần này sửa đổi thì chắc chắn sẽ cởi mở hơn rất là nhiều, tháo gỡ được những vướng mắc cho các doanh nghiệp. Những vấn đề nóng cũng đã được bàn thảo rất là nhiều. Đó liên quan đến giao đất này, bồi thường này, rồi định giá đất này, đấu thầu này.
rồi tiền giao đất nè, nhiều nội dung cực kỳ quan trọng, toàn là những nội dung lớn nổi cộm. Lần này luật đất đai thông qua sẽ giúp cho quá trình hồi phục bất động sản mình nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn khá là nhiều đó. Lâu nay các bạn biết là mỗi một thứ nó dồn lại hàng ngày, mấy mươi năm nó dồn lại là nó thành một cái vướng rất là to. Đợt vừa rồi nó đổ xòa ra, các bạn biết là tất cả các dự án đều bị đình trệ hết, là liên quan đến những vướng mắc của luật đất đai. Thì lần này gỡ rối thì chắc chắn là mọi thứ ổn hơn rất là nhiều. Như vậy là xét về vĩ mô là cơ bản là bất động sản là ổn, mình đánh giá như vậy. Còn có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý nữa là trái phiếu doanh nghiệp. Năm 2024 này là đáo hạn cũng tương đối nhiều đó, khoảng 123 đến 125 ngàn tỷ. Con số này mình đọc nhiều báo cáo nó khác nhau, nhưng mà nôm na nó nằm trong cái vùng từ 123 đến 125 ngàn tỷ. Được vừa rồi một số doanh nghiệp họ cũng đã gia hạn thành công. Mình nghĩ rằng chỉ có gia hạn thôi, chứ còn để có tiền trả nợ tại thời điểm này rất là khó, khó lắm. Ngày hôm qua Quốc hội cũng đã bế mạc rồi các bạn. Sau khi bỏ phiếu thông qua luật đất đai sửa đổi thì Quốc hội cũng đã bế mạc rồi. Sau khi có thông tin về luật đất đai sửa đổi được thông qua thì các cổ phiếu ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán ngày hôm qua cơ bản là xanh điểm đó. Có những cổ phiếu tăng tốt, ví dụ như là Nam Long. Còn một số cổ phiếu khác thì tăng từ 2-3%. Thông tin với các bạn về thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta ngày hôm qua có một phiên tăng điểm khá là ổn, 6,5 điểm. Tiền vào thì ít hơn ngày hôm trước nè, chỉ có 13.000 tỷ thôi. Ngày hết Tết tới rồi mình nghĩ họ cũng không có giao dịch nữa. Vì vậy mà tiền vào rất là ít. Người mua cũng không muốn mua, mà người bán cũng không muốn bán. Chứ thông thường tiền nó vào ít như thế này mà gặp một cái lực bán rất là mạnh á, là thị trường nó dỗm rất là sao. Nhưng mà dường như cũng không ai bán luôn đó. Cứ đi chậm chạp như vậy đó. Có một cái điểm tích cực là ngày hôm qua khối ngoại họ đã mua khoảng 60 tỷ. Còn tự doanh ngày hôm qua người ta mua 517 tỷ. Dòng tiền lớn họ vẫn tiếp tục vào thị trường. Nhân lúc cơ hội mà các nhà đầu tư cá nhân chốt lời nghỉ lễ, nghỉ Tết gì đó thì các tổ chức lớn, nước ngoài, tự doanh hay là tổ chức trong nước gì đó, họ tranh thủ người ta gom hàng. Mình nghĩ rằng tầm khoảng ra duyên, nó rơi vào khoảng tháng 2, tháng 3 là thị trường của chúng ta có sóng mạnh đó. Nhìn vậy thôi chứ còn nhảy vào cũng rất là khó ăn các bạn. Thị trường nó cứ lù đi lên, ngày 1 điểm, 2 điểm, có ngày lên 6 điểm, rồi cũng giật ngược cũng trả lại vài điểm, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tổng kết một tuần thì anh tan được vài điểm. Nhìn anh tan như vậy nhưng mà vào là khó nhai vô cùng. Rung rủ chịu nở rớt hàng hết. Đợt vừa rồi mình cũng vào một vài mã nhưng mà đánh không ăn nổi các bạn. Không ăn nổi. Định kiếm mấy đồng tiêu Tết nhưng mà thấy khó quá. Thôi mình cũng rút hết ra rồi, ra duyên từ từ tính tiếp. Thời điểm này các bạn biết là cũng đang gom hàng các bạn biết không? Lên tí là nó xả xuống chịu không nổi. Mà xuống một tí thì có lực nó bác vào. Đánh trong một cái biên rất là hẹp, cực kỳ khó. Các bạn để ý cứ lên một tí là bán rất là mạnh. Cho nên nhiều cổ phiếu các bạn thấy là nó có cái rao táp ở trên á. Cái rao táp ở trên nó thể hiện là cái lực bán. Còn thị trường thế giới ngày hôm qua cơ bản là tốt các bạn. Ngày hôm qua châu Á, châu Âu, Mỹ. Mỹ sáng nay mình bật mình xem lại thì đều ổn hết. Có những phiên hồi phục. Giá vàng thì ngày hôm nay mình xem lại là 2025 đô đó,
đã tan trở lại rồi. Giờ thì quanh quanh có mức 78, 79 đô. Bitcoin thì vẫn còn giảm 42 chấm mấy đó. Đó. Ở Việt Nam mình thì chờ Tết thôi. Chờ Tết, chờ lương, chờ thưởng. Cuối năm đi mua sắm. Tết đi về quê chơi, thăm bạn bè quanh quanh hàng xóm láng giềng. Rồi cái gì đó ra duyên tính tiếp. Mình thấy rất là nhiều người đã chốt và rút ra khỏi thị trường rồi. Nhiều lắm. Bởi vì sao mà chúng ta thấy dòng tiền nó vào yếu là đúng thôi. Không còn mặn mà cho đến thị trường nữa. Ví dụ như thị trường mà nó đang vào một cái trend mà nó tan á, thì họ còn hào hứng, họ còn tham gia. Đã gần Tết rồi mà còn đi ngang sập sình như vậy thì cơ bản người ta rút tiền hết là đúng rồi. Mặt trời lên nó ấm rồi là các bạn này. Trời nắng ấm khô ráo đẹp đó. Rồi ngày nay đi tập thể dục, có một vài thông tin cập nhật gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye chào các bạn ạ. À.